đang hỏi cái này bao tiền. Không cần bán hàng à? Cái nào bác? Đấy. Cái này bao tiền? Cái này, cái này bác 1,2 triệu. Thân lắc lượng ghê đấy nhỉ. Lắc được. Tay cành rụt thịt. Đây này. Nó được được một cái đường xe của nó là mỹ sản rồi. Sơn nó vào về không, nếu mà sơn thì không phải sợ tốt. Nó đây tất nhiên một cái này đẹp. Vào đi. Đã. Nam Việt Việt Nam sáng nay về chơi tự nhiên rồi cứ thấy mà ở đây Việt Việt Nam. Nếu Bắc Nam còn nấu ra được tự nhiên là nó đẹp. Đấy. Ôi, nói chung là các bố ấy, đi xem thôi. Ừ, đẹp. Du à? Du. Du khí. Không nọ ông ấy lấy ở đâu? Lấy ở Hoàng Hoa Thám. À, lấy ở Hoàng Hoa Thám à? Dạ, lấy Hoàng Hoa Thám. Có người nhà đấy mà. À, đấy ạ. Ông cây ông chuyển vào từ trong miền Trung rồi. Miền Trung cơ. Miền Trung. Rồi chuyển vào tận miền Trung. Nó nhờ... đi bằng xe máy. Anh à, có cái nhà đấy thôi. Về nhà lấy hộ thôi. Có người chuyển vào. Đấy, lấy nó cây này thì lấy. Cái này. Được. Được. Cái này của chú Khải hay là chú thì đấy? Khải. Khải. Ờ, khỏi du. Đây nay không có cái du nào. Mặc kệ đường là đường chung, đường chung phải đường riêng, đường chung dính vào nhau này. Đường chung phải đường riêng. Quả. Quả. Chạy liền. Ừ, được. Được. Năm liền đây. Đấy, tiền đây. Đấy, ông nào thích thì lại xin số tôi lại gửi cho. Sáng mở hàng chưa chú? Sáng giờ mở hàng cái nào chưa? Gì? Sáng giờ mở hàng cái nào chưa? Chưa. Sớm quá nhỉ? Nay nặng, ra này nặng. Với lại có vẻ hơi vắng. Sáng ra cái này 400 cũng bán này. Người là phù. Ừ. Là phù. Là phù kia gì? Là không mà là bà ấy kia mà không thế để nó giảm này thì 100 nó có dao 4 triệu không à thế à. Ừ. Do nó lại chạy à không chạy đâu mày không bàn chạy à thế à giảm 400 cái này làm sao bàn được đúng. Đây đẹp như này đúng cái con đỏ quá cái này mới canh giảm 10 triệu đó cái là, nào tiền nào cái đấy thế là 400 không bán không bán cái 100 bán làm gì về phí công rồi. Cái này về trăm thời gian nữa có tiền. Cái này trăm thời gian cả vài triệu. Này có tí quả nữa thì thôi rồi. Ôi quả cái này thì đơn giản. Rồi thả vào cái nước ấy. Đó. Nặng nồi quá nhỉ. Ôi, phải chịu biết làm nào. Cháu đi vòng để tí nữa lại quay lại nói chuyện. Xanh như trực của gắn cùng nữa mà. Gắn cùng. Điền. Cái này là người khó bán hết đấy. Không biết bao tiền. Này vào dây dấu kinh, dấu ấn thời gian, dấu kinh, dấu dây. Thank you.
đuối quá nhỉ. Đừng đúc quá. Đấy, hôm nay là có chợ nhưng mà là nắng quá. Vắng thì vắng quá, hay là tôi đi sớm quá. Ngọn thì chưa được. Cái này tổng thể mặt này và mặt này mặt được. Bông rắm nhiều khi bị bỏ hoa mà. Tay run quá. Đây có con này vừa vào 1:30. Tiếc quá, em mới thấy dễ bỏ hoang, để bỏ hoang. Em mới thấy dễ. Về cũng hơi suốt đấy, nhưng mà cốt của nó ok. Cốt của nó rất hay. Cốt rất hay. Chân này rất hay này, rất duyên. Chân này rất duyên. Bên này thì bỏ dưới này đi. Bỏ dưới này. Đa lông. Đa lông. Đa lông này thì cốt cũng hay đấy. Mà mình không thích chơi đa, thích thực ra con này bốt này. Bốt này. Bốt này đấy. Kiếm này hơi chối thì... Tường vi này cũng ít cây thôi nhưng mà một số cây khá chất lượng. Này thì có cái củ rồi nhưng mà nhiều lá không nhìn thấy gì được. Chuối. Chuối nói chung già kỹ được, cây vuông nghệ thuật. Thì sáng sớm chưa mở hàng em không muốn hỏi nhiều, không mua.
chưa mua nhưng mà không mua. Quay phim mã phí quay lại. Nhưng một số bác hết sức thông cảm. Giá cả sẽ áp hết sau. Vườn nó lại ra mới chơi được nhiều tiền rồi to to quá thì chắc không quay cũng không hỏi giá đâu, bắt to đó. Tiền chắc rất là nhiều, hoành nó cái hoành của nó ra rất là tinh sạch sẽ. Tôi mang đi rồi nhưng mà nghe là thế cây đấy chị à, tử vi tử vi da bóc như da ổi à. Đấy, ba tiền chị rồi. Thế còn cây này? Cây này 800. Nghiên cứu. Nghiên cứu là 250. Hợp lý nhỉ? Em đi lấy chậu đá bán cho anh. Chạy mất con sầu đen à, đây à, đấy đây đi sớm đấy. Quay nó cái chỗ này cái thấy cái gì chưa, vừa ra vừa gửi xem à đây. Này hơi vàng kia có cây xanh này đó, nhưng mà bác không chơi xanh nhỉ. Quê đây hay lá bứt cái gì đấy chú đi sao à. Rồi, đi vòng ra rồi mới lại nghiên cứu tiếp.